Vâng, em hỏi anh ấy là cái em nuôi đến mùa rét này phân chim nó mới để ỉa phân xanh ấy, là tình trạng thế nào đấy nhỉ? À thì chim phân xanh đấy. Vâng, phân thì xanh nha mà. Ở cái mùa này thì nó hay bị về đường viêm đường hô hấp với là cái bộ phận về tiêu hóa. Thì cái này nó cũng do cái nhiều cái nguyên nhân lắm. Cái thứ nhất là trước vào mùa là mình phải chuẩn bị cho hắn. Vâng. À, ví dụ như là chẳng hạn cái chim giống á, cái nguồn gốc chim giống nó quan trọng á. Trước đó là mua thuốc vaccine này, rồi là cho thuốc phòng ngừa các vaccine này. Thì vào mùa là nó không có bị. Nhưng mà nếu trường hợp mà chim anh mà bị rồi á, bị này á, thì bây giờ anh khắc phục bằng cách như thế này. Vì đầu tiên á là anh dọn dẹp vệ sinh chuồng trại thật sạch rồi phun thuốc phun thuốc khử trùng. Việc thứ hai là thức ăn á, ăn thì anh để ý anh sấy khô lên, anh sấy bỏ trong cái bao cái thùng gì á, thì mình bật bóng đèn, mình cho bóng đèn tròn vào á, cho nó nóng lên, cho nó tỏa nhiệt, cho nó khô cái thức ăn đi. Thì trong thức ăn đó là anh cho men tiêu hóa này. Rồi ở phía ở ngoài thú y á, anh ra cái mua nó loại thuốc phòng ngừa đường hô hấp, tiêm đường hô hấp hoặc là cái thuốc về phân xanh, phân xanh phân trắng gì đó, tăng cường anh cho nó uống thêm, Cám, em hỏi bác, cái cá mà về ăn là mình phải cho sấy cho nó ấm rồi ăn gì anh? Đúng rồi, mình sấy khô đi, càng khô càng tốt, càng sấy sạch sẽ, khô khan. Tăng cường cái men tiêu hóa vào. Em bắt đầu uống cái bê gom lệch, cái thịt ấy men ấy vào nó trộn lẫn vào, nhưng mà ăn cái đợt này nó ăn kém lắm. À thì do mùa này thì nó chim nó cũng bị ảnh hưởng một xíu. Vâng, em thấy coi như là ăn nó không tiêu mà. Không tiêu là đó là do thức ăn nè, rồi ảnh hưởng đến đường ruột nè. Lạnh trời thay đổi thời tiết. Như cái đàn của em này, nếu mà nó ỉa phân xanh đấy, nó có là ảnh hưởng gì đến con thì ảnh hưởng dành rồi, nhưng mà bố mẹ ảnh hưởng như anh? Có chứ, nếu như mình để lâu dài là chim mình bị ảnh hưởng nhé, hư đường ruột chứ. Ảnh hưởng đến mẹ không ạ? Có chứ, ảnh hưởng đến chim rồi, chim có khả năng chết luôn nhé. Vâng. Thế đó là bây giờ phải sấy cám cho khô à? Sấy cám khô rồi tăng cường men tiêu hóa, canxi vào. Mua thêm cái thuốc bảo vệ viêm đường ruột. Vaccine của em làm đầy đủ hết mà với sao vẫn dính làm sao, cứ mùa tết năm nào cũng dính được kiểu gì. Rồi cho nó uống vào. Mà chim nào nặng thì mình cho uống liều gấp đôi. Chim nào tiêu hóa Một chim nào ngấy thì mình cho uống ngừa thôi, phòng ngừa thôi. Vâng. Thế em chào bác nha. Chào bác.